huấn luyện viên Kata, chúng tôi không thể truyền quá 4 đường liên tục. Huấn luyện viên Felix Sanchez thừa nhận Kata không thể triển khai lối chơi sở trường ở trận thua Ecuador 0-2 trong ngày khai mạc World Cup 2022. Một trận đấu quá khó khăn, chúng tôi không thể khởi đầu theo cách tốt nhất rồi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hai bàn thua sớm khiến cho các cầu thủ của tôi mất tự tin. Ecuador nhỉnh hơn Qatar trên mọi khía cạnh trận này. Chúng tôi cần học hỏi nhiều hơn, ông Sanchez nói sau trận đấu trên sân Anfield. Qatar được kỳ vọng cao sau khi đổ khoảng 300 tỷ đô la Mỹ vào đầu tư cơ sở hạ tầng cho World Cup 2022. Tuy nhiên, năng lực chơi bóng của họ dường như không được nâng cấp. Cả trận Qatar không dứt điểm trúng mục tiêu lần nào và nhận hai bàn thua ngay hiệp 1. Cả hai được ghi bởi tiền đạo Ener Valencia từ quả phạt đền phút 16 và cú đánh đầu phút 31. Theo huấn luyện viên Sanchez, việc lần đầu tham dự World Cup và phải thi đấu trước khán giả nhà đã đặt áp lực lên nhà đương kim vô địch châu Á. Từ khi dẫn dắt Qatar năm 2017, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã cố gắng xây dựng lối chơi kiểm soát dựa trên một tập thể đồng đều. Tuy nhiên, trước sức mạnh và tốc độ của các cầu thủ Ecuador, điểm mạnh của Qatar không được phát huy. Qatar không thể thực hiện quá 4 đường chuyền, ông Sanchez thừa nhận. Trước một đối thủ như Ecuador, mọi sai lầm đều phải trả giá. Hy vọng các cầu thủ sẽ rút kinh nghiệm và khiến người hâm mộ tự hào ở trận tiếp theo. Ông cũng kêu gọi người hâm mộ chủ nhà đến sân cổ vũ những trận tiếp theo. Theo tờ Marca, Tây Ban Nha, khoảng 15.000 cổ động viên chủ nhà đã bỏ về ở giờ nghỉ giữa hai hiệp sau khi chứng kiến Qatar thi đấu bạc nhược. Hai đội còn lại ở bảng A là Senegal và Hà Lan được đánh giá là đáng sợ hơn Ecuador. Do đó, huấn luyện viên Sanchez cho rằng hơn lúc nào hết Qatar cần sự ủng hộ từ cổ động viên. Trước thềm FIFA World Cup năm 2022, đội tuyển quốc gia Mỹ đã nhận được một cuộc điện thoại từ Tổng thống Joe Biden vào cuối tuần. Trong cuộc gọi, Tổng thống Biden kêu gọi toàn đội hãy chơi hết mình và khiến tất cả phải ngạc nhiên, đồng thời gửi lời chúc may mắn tới cả đội. Toàn đội chú ý, Tổng thống Mỹ muốn gửi lời chúc tới các bạn. Ngài huấn luyện viên, hãy xếp tôi vào đội hình, tôi đã sẵn sàng. Các bạn, tôi biết đội tuyển Mỹ không được đánh giá cao, tuy nhiên các bạn nên biết rằng chúng ta có nhiều cầu thủ giỏi nhất thế giới trong đội hình. Các bạn đang đại diện cho đất nước này và tôi biết các bạn sẽ chơi hết mình, vì vậy hãy khiến tất cả phải ngạc nhiên. Tiếp tục tin tưởng lẫn nhau, chơi hết mình vì bạn bè, gia đình, đồng đội và cả đất nước đang cổ vũ cho các bạn. Đó là một thông điệp rất tuyệt, thưa Ngài Tổng thống. Toàn đội hiện đang ở đây và chúng tôi thực sự cảm kích sự ủng hộ của Ngài và chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu. Các bạn muốn nói gì với Ngài Tổng thống không? Rất nhiều lời chào và cảm ơn. Ước gì tôi ở đó để gặp các bạn. Hãy chiến đấu hết mình. Chắc chắn rồi, chúng tôi nhất định sẽ chơi hết mình. Tôi biết các bạn sẽ làm được. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang có xu hướng mạnh lên, kết hợp với đới gió đông trên cao gây mưa lớn cho các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau. Cục bộ sẽ có địa phương mưa rất lớn. Ngày và đêm ngày 21 tháng 11, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc đến đông mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khai thác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Do tác động của vùng áp thấp, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cơ quan khí tượng cho biết mưa sẽ còn kéo dài trong 2 ngày tới. Các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ thượng lưu từ 3 đến 7 m, hạ lưu từ 1 đến 3,5 m. Đỉnh lũ trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận có thể lên báo động 2 và 3, có sông trên báo động 3. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị. Thưa quý vị, hiểu rõ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người dân. Trong suốt thời gian qua, đồn biên phòng Khánh Hội, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã liên tục phổ biến giáo dục pháp luật, từ đó nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân và đồng bào dân tộc trên địa bàn.
Hiện trên địa bàn có gần 800 phương tiện lớn nhỏ hoạt động đánh bắt khai thác thủy hải sản, có nhiều cơ sở kinh doanh thu mua chế biến thủy sản, sản xuất nông nghiệp và có đông đồng bào dân tộc người Khmer sinh sống. Để nâng cao nhận thức người dân, lực lượng biên phòng đã triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật, làm chuyển biến nhận thức ngư dân hàng ngày ra vào cửa biển, đồng thời kiểm tra kết hợp với chính quyền địa phương, có nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền để nhân dân dễ tiếp cận, tổ chức các buổi tuyên truyền công khai tập trung, đặc biệt yêu cầu ngư dân cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong thời gian qua thì Đảng ủy Ban Chỉ huy đồn xác định cái nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nội dung được đơn vị là tập trung chú trọng. Chúng tôi đã vận dụng rất nhiều hình thức, biện pháp để tuyên truyền cho phù hợp với tình hình thực tế địa bàn, nhất là địa bàn đơn vị đóng quân. Phần lớn người dân hoạt động bằng nghề khai thác thủy sản, cho nên chúng tôi đã vận dụng rất nhiều cái hình thức để tuyên truyền. Về nội dung tuyên truyền, chúng tôi tập trung tuyên truyền về luật thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó thì còn tuyên truyền các cái văn bản của chính phủ, của các bộ ngành về các cái biện pháp ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong thời gian qua, đặc biệt là chúng tôi tập trung vào tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam cho cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, việc giáo dục pháp luật cho người dân đã ngày càng đi vào nề nếp hơn, thiết thực hơn, với nhiều mô hình, cách tuyên truyền hiệu quả. Bên cạnh đó, cũng thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật qua hình thức như họp dân từng khu vực các ấp giới thiệu phổ biến văn bản luật pháp mới, đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng qua hệ thống loa phát thanh của xã. Công tác này còn được lồng ghép trong sinh hoạt câu lạc bộ, trợ giúp pháp lý của xã, hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ và thông qua người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Qua đó đã giúp người dân nâng cao hiểu biết về pháp luật, hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật. Thường xuyên để tiếp nhận và thường xuyên đến để trao đổi những kiến thức mới để cho những người dân và đồng bào dân tộc Khmer ở khu vực ấp ba này nắm bắt hiểu biết được về tình hình về biển đảo, đánh bắt thủy hải sản và trái pháp luật và đánh bắt xa bờ như thế nào. Đó thì bộ đội biên phòng thường xuyên để đến rồi để giúp đỡ cho đồng bào và khu vực này. Hơn nữa là bà con dân tộc Khmer thì một chút số nào đó thì chưa nắm được, nhưng mà nhờ sự phối hợp và tuyên truyền của bộ đội biên phòng, bà con đã hiểu biết và nắm vững thêm một phần. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, nhưng trong thời gian tới, các đồn hải đội biên phòng và các địa phương trên khu vực biên giới biển của tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng địa bàn. Nhìn chung thì qua các đợt tuyên truyền thì nhận thức của bà con mình nâng lên rõ rệt về vấn đề là hiểu biết về pháp luật. Có thể thấy rằng sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn chính là sự tán thưởng, nguồn động lực to lớn cho các cán bộ chiến sĩ biên phòng và địa phương tiếp tục phấn đấu xây dựng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, cầu nối vững chắc để đưa pháp luật vào cuộc sống.